Adam biểu tượng cho đấng phải đến, là đấng Christ tái lâm. Vậy thì Eva, vợ của Adam, biểu tượng cho ai? Đương nhiên, Eva biểu tượng cho vợ của đấng Christ tái lâm. Như vậy, Eva phải đóng vai trò gì? Adam gọi vợ là Eva vì là mẹ của cả loài người. Duy chỉ Đức Chúa Trời có thể ban sự sống. Và ý nghĩa của tên Eva là sự sống. Sở dĩ như vậy là vì nhân loại sẽ nhận sự sống đời đời thông qua Eva, đấng xuất hiện vào những ngày sau rốt. Đấng An Sang Hồng đã dạy chúng ta rằng Eva sau hết, đấng xuất hiện với tư cách là vợ của đấng Christ vào thời đại Đức Thánh Linh, biểu tượng cho Đức Chúa Trời Mẹ. Vào ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời làm ra các loài súc vật, các thú đồng, và đến giờ phút cuối, Ngài đã làm ra Adam và Eva. Về Adam và Eva này, nếu dịch theo nghĩa tiên tri, thì Adam là người làm hình bóng của đấng phải đến. Và cũng đã được chép rằng Adam thứ nhất bởi đất mà ra, còn Adam sau hết bởi trời mà ra. Còn trong Khải Huyền chương 22 câu 17, thì Adam và Eva sau hết được gọi là Thánh Linh và vợ mới. Đấng An Sang Hồng đã dạy chúng ta rằng Adam và Eva là những người được dựng nên ngay trước ngày Sa-bát và được nhận quyền thế quản trị tất thảy các loài thú vật, là lời tiên tri về Thánh Linh và vợ mới. Thánh Linh và vợ mới cùng nói: hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: hãy đến. Ai khát khá đến. Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Dù Đức Chúa Giê-xu đến vào 1900 năm trước đã được tiên tri là Adam thứ hai rồi, nhưng bằng lời tiên tri này, Ngài tỏ cho về sự chính Đức Chúa Giê-xu ấy sẽ hiện ra trong xác thịt một lần nữa vào những ngày sau rốt và dẫn dắt hết thảy các thú vật. Đấng Christ An Sang Hồng đã dạy chúng ta rằng các thánh đồ được cứu rỗi là các thú vật, Thánh Linh và vợ mới là đấng cứu Chúa, chính là Adam và Eva. Nói cách khác, Eva sau hết là Đức Chúa Trời Mẹ, đấng cứu Chúa của chúng ta. Đức Chúa Trời làm nên các sinh vật trên đất, thú rừng, và vào lúc cuối cùng, Ngài đã làm ra Adam và Eva. Adam là người làm hình bóng của đấng phải đến. Adam và Eva sau hết đã trở thành Thánh Linh và vợ mới. Vào những ngày sau rốt, Thánh Linh và vợ mới sẽ hiện ra và dẫn dắt hết thảy các thú vật. Xin hãy nhận nước sự sống từ Thánh Linh và vợ mới, Adam và Eva, đấng đã xuất hiện vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng, và hưởng phước lành sự sống đời đời.